Khi mà thuyền giặc đang đi nhanh như vậy, gặp những chướng ngại vật là những nào đá thì đã va vào và vỡ ra, làm tan thành những trăm mảnh. Và sau khi mà sau khi mà dòng mẹ và đàn dòng con giúp người dân Việt Nam, những người dân Việt diệt giặc xong, thì thấy cảnh mặt đất thanh bình và thấy con người ở đây rất cần cù chăm chỉ. Vâng, đây là chính là đường con đường dẫn vào đảo Tuần Châu ạ. Và khi mà thấy cảnh thanh bình, con người cần cù chăm chỉ, thì mẹ rồng là rồng con đã không trở về thiên đình nữa, mà là chọn hạ giới làm điểm dừng chân. Và nơi mà nơi mà rồng mẹ hạ xuống đó chính là vịnh Hạ Long của chúng ta ngày hôm nay. Và nơi đàn rồng con hạ xuống thì được gọi là vịnh Bái Tử Long. Và nơi mà côi rồng quẫy tạo thành cái cồn cát rất là dài, khoảng 15 km, đó chính là cái điểm du lịch mà đoàn chúng ta sẽ đi tham quan. Đó chính là bãi biển Trà Cổ với bãi biển dài khoảng 15 km, là một trong những bãi biển trữ tình nhất Việt Nam, bãi biển dài nhất Việt Nam, rất nhiều người nhất ạ. Vâng, và là cũng là một bãi biển đầu tiên và duy nhất là tiếp giáp với lại biên giới. Đến với vịnh Hạ Long thì chúng ta có thể tới tham quan rất nhiều những danh thắng trên vịnh. Số 1969 hòn đảo đó thì đã thì có 989 hòn đảo đã chưa đặt được tên. Và rất là hy vọng rằng các bác, các cô, các chú, các anh chị trong đoàn ta đi tham quan vịnh Hạ Long vào ngày nào đó nhìn thấy một hòn đảo nào đó trên vịnh Hạ Long chưa đặt tên, thì nhìn thấy giống hình gì đó đặt tên cho hòn đảo đó, biết đâu là thành nổi tiếng đúng không ạ. Và trong còn lại 989 hòn đảo đã được đặt tên rồi. Và đến vịnh Hạ Long thì có hai tuyến để chúng ta có thể tham quan. Tuyến đầu tiên đó là tuyến thiên cung đầu gỗ,